công tác Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Hôm nay về với sự kiện từ những việc vô cùng đơn giản, hạnh phúc của tuổi cảm ơn mỗi sớm mai thức giấc ta có thêm được ngày mới để yêu thương. Hạnh phúc tuổi già là vào mỗi sớm mai ta còn được cùng các anh chị em trong câu lạc bộ tập dưỡng sinh. Ai bảo người già thường cô đơn, chúng ta vẫn có những người bạn, những câu lạc bộ đấy thôi. Rủ nhau đi tập, cùng nhau luyện tập và trò chuyện. Đang vỗ vào các đường quy huyệt đạo trong cơ thể. Tháng 3, 23, nhiều sự kiện của quê hương đất nước. Tôi nghĩ rằng hôm nay là những gương mặt của các thủ trưởng và các hoa hậu của nữ đại diện cho những bao người duyên dáng Việt Nam. 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Động tác thứ 2, vô huyệt đản trung, tư thế chuẩn bị. Bắt đầu! 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Động tác thứ 3, vỗ huyệt thận du, tư thế chuẩn bị. Vâng, chúng ta cần đứng giãn ra một chút đúng không ạ? Quả này là chúng ta vỗ thận du cho nhau, đúng không ạ? Người thần du của người nào là tự đối người đó vỗ ạ, được không ạ? Bắt đầu! 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môi trường xanh sạch đẹp, vinh dự tự hào. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2023. Quê hương đất nước rất nhiều sự kiện. Hít vào. Thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua động tác vừa rồi là từ các nắng chiều chúng ta sẽ nhận rất nhiều. Và mong rằng chúng ta hãy nhớ khoảnh khắc tâm nguyện ngày hôm nay, để chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta hãy cùng rủ nhau ra nhà văn hóa tâm nguyện. Đó có phải là hạnh phúc không ạ? Nếu đó là hạnh phúc, chúng ta hãy cho chúng ta một tràng vỗ tay để động viên. Và mong rằng 700 cô bác ngày hôm nay sẽ là tuyên truyền viên tích cực về bài tập dưỡng sinh kỳ lạc, bài tập nâng cao sức khỏe của người cao tuổi tới tất cả cộng đồng dân cư, để qua đó chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc. Từ nơi đảo xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mênh trăng, toàn khối đằng sau quay di chuyển 5 bước, bước chúng ta tiếp tục di chuyển xuống dưới nhà để nhường vị trí vào đúng vị trí tập kết của mình thì thôi ạ. Thật đúng là dưỡng sinh kinh lạc phương Đông là liều thuốc bổ khỏe người sắc xuân. Với mỗi nữ cao niên, thuốc cũng chính là khi mặc chiếc áo dài, đội chiếc nón lá,
phụ nữ Việt Nam trong trái tim hàng triệu. Trong trái tim hàng triệu người là vẻ đẹp yểu điệu thiết tha của tà áo dài, của nón lá nếp che và bước chân nhẹ nhàng như gió. Dù là em bé rất nhỏ cho tới các cô thiếu nữ hay các bà, các cụ cao niên, thì chỉ cần khoác lên mình tà áo dài hay cầm chiếc nón lá đã cho thấy vẻ. Hôm nay chị thấy có vui không? Có, vui lắm ạ. Ngày mùng 8 tháng 3 đã qua rồi. Con cháu bà Trưng, bà Triệu phát huy đến truyền thống phụ nữ Việt Nam mà giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hôm nay được sự quan tâm cả các bộ ban ngành và các chị rất sáng láng để phát huy đến truyền thống, thì chị nghĩ gì nói gì? Ý là chúng tôi thấy là bây giờ là được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và các ban ngành quan tâm đến những người hội cao tuổi của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng phấn đấu, coi như là cố gắng làm sao trong công việc gia đình và cũng công việc xã hội làm sao để dọn dẹp được vui nhà vui cửa cùng con cháu để chúng ta cùng tiến bước tiến lên. Vâng, chúc chị cũng là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam mà. Vâng. Chọn việc nước, đảm việc nhà. Các chị rất sáng láng hôm nay, sự quan tâm của các bộ ban ngành dành cho các chị là màu hoa đỏ Việt Nam, thật là quá vinh dự tự hào. Năm nay là đã 79 tuổi rồi. Vâng, các chị rất trẻ. Vâng, xin chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày quốc tế hạnh phúc, rất là vinh dự cho anh em chúng tôi. Vâng, xin chào các thủ trưởng, thật là vinh dự tự hào. Năm 2023 nhiều sự kiện của quê hương nước mướt, đặc biệt là cái duyên dáng Lăng Chiều, là sau những ngày của Đảng và Nhà nước, các cấp bộ ban ngành hôm nay đã hội tụ về đây là đại diện cho những người phụ nữ của Hà Nội cũng như là mọi miền quê tổ quốc. Thôi là hôm nay là thấy các bác trong những quân phục còn là vẫn vẫn đi truyền thống của cha ông, hôm nay chúng anh em chúng ta rất vinh dự. Vâng, chúc các bác mạnh khỏe. Vâng, xin chào các bác.
các cụ chúng ta đang ngồi ở phía dưới, chúng ta hãy cùng đứng dậy và muốn theo được không ạ? Chúng ta hãy cùng đứng dậy và gọi nhau hạnh phúc đi ạ. Mỗi lần thức dậy là mình thấy vui, mỗi lần cất bước là mình thấy vui. Và con xin được kêu gọi một hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má tóc em ngày dài. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng rụng má xanh. Cảm ơn các cô đấy ạ. Vâng, tiết mục vinh dự tự hào. Hôm nay tôi thấy rất nhiều thế hệ con cháu của bà Trưng, bà Triệu là chất chút chít cũng vâng ạ, con về. Xin được phép hướng dẫn một chút về đi kết khúc của tất cả các nắng chiều của chúng ta. Chúng nắng ta chiều sẽ quê hương từ nước. Ngày một nắng chiều chúng ta sẽ trình diễn bộ áo dài là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ đi lên đây. Con tên là gì? Chúng ta đi lên đây. Theo bà đi dự duyên dáng để tua. Duyên dáng nắng chiều. Trình diễn bảo trai trên người nhá. Một trang phục có thể nói là tuyệt vời, màu đỏ màu xanh và chiếc nón thể hiện cho một nét duyên dáng của người con gái Việt Nam qua tà áo dài tung bay. Của chúng ta rất tuyệt vời ở trên bộ áo dài màu đỏ Việt Nam với tà áo dài vào chiều của chúng ta trong suốt quá trình biểu diễn ngày hôm nay. Vâng, bắt đầu chúng ta cùng xin mời các cô lên sân khấu để đi lên đi ạ, đi biểu diễn ạ. Và tiếp tục hai nắng chiều tiếp theo chúng ta xuất hiện luôn ạ. Chúng ta đi liên tục ạ, ra luôn ạ. Của chúng ta không phải là những người mẫu á hậu cao 1m75-80, các vòng đo là 80, 70 và 80, tuy là vòng đo 90 và 60, tuyệt vời đúng không ạ? Chắc chắn rằng không có cái á hậu nào bằng cả. Chúng ta cùng cổ vũ thật nực. Có được khi chúng ta đã mặc áo dài thì không cần đi guốc, chúng ta đi giày thể thao nữ Việt Nam. Rồi, một tràng vỗ tay ạ. Lần 2, lần 3 chúng ta có thể đi. Chắn rằng mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy thì không có gì ra các á hậu người mẫu của chương trình ngày hôm nay. Tại gì? Diễn áo dài không đâu. Dâu tây xong tí phải thay trang phục ngay, còn cầu búa và cầu súng. Thế con đi với bà nội bà ngoại. Có thể là trang phục được. Con quà con giỏi không? Là 50-50 đấy. Trang phục con là con giỏi không? Không, không được. Thế con đây duyên dáng của phụ nữ Việt Nam và duyên dáng của bà con rồi mẹ con. Thế con mình ngày sau con cũng là theo duyên dáng của Lăng Kiều nhá. Xinh quá. Anh nhân đâu? Đấy các
bạn đâu. Vào đây nào. Trong cuộc sống thì cái gì hoa hậu, cái gì kết khuất các người mẫu có thể cao 1m7, 1m8 nhưng chắc chắn rằng không thể đặc biệt trong cái buổi sáng ngày hôm nay chúng ta được tất cả các cô, con gọi tất cả các nắng chiều dưới 70 tuổi mà mặc chiếc áo dài truyền thống đi kết khuất để chúng ta thể hiện cái tinh thần của ngày quốc tế hạnh phúc ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ, hôm nay là tôi dưới sự quan tâm của mọi ban ngành, thì hôm nay là bác sĩ vẫn phục vụ trên khán đài của công viên Cầu Giấy. Hôm nay là duyên dáng nắng chiều, là vinh dự tự hào phụ nữ Việt Nam, thì bác sĩ nghĩ gì nói gì ạ? Một chương trình rất là ý nghĩa. Vâng. Cho lứa tuổi của các cô các chú, đó là một trải nghiệm như là gắn kết tinh thần, nâng cao sức khỏe. Vâng. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bộ ban ngành hôm nay là diễn ra tại công viên Cầu Giấy, duyên nắng nắng chiều, vinh dự tự hào phụ nữ Việt Nam, giỏi việc nước đảm việc nhà. Và tôi thấy là bác sĩ vẫn thường trực từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay trong công viên của chúng ta diễn ra những sự kiện rất là vinh dự. Và cảm ơn bác sĩ. Công viên Cầu Giấy. Các cụ bà chúng ta biểu diễn là, nhưng mà lên sân khấu đang tên là gì? Con hôm nay dự duyên dáng nắng chiều và con vẫn thực hiện tốt lòng ca nhá. Nhưng mà con đâu có đi thể dục. Không đi thể dục, nhưng mà con hôm nay con ra công viên Cầu Giấy là duyên dáng nắng chiều biểu ngày phụ nữ hạnh phúc của 20 tháng 3. Thế con thấy vinh dự tự hào về bà rồi mẹ không? Bà với mẹ con không có tham gia được. Đây là nước là sự sống của con người và tất cả vạn vật là phải được nước tưới thì rất đẹp. Tôi cũng sửng sốt về Hạ Long có cái hang sửng sốt, mà hôm nay về đây sửng sốt cái sự kiện mà thực ra cái vườn hoa của công viên Cầu Giấy quá đẹp. Vâng, xin chào cô. Môi trường xanh thật đẹp đã góp phần làm cho thành phố xanh thật đẹp. Vâng, xin hỏi cô là cô vẫn thực hiện tốt 5K. Thì lúc này thường ngày những cô làm những công việc này là từ mấy giờ đến mấy giờ? Cháu làm từ 7 giờ đến 11 rưỡi. Vâng, thế hôm nay là sự kiện là duyên dáng nắng chiều, có nghĩa là chúc mừng ngày quốc tế hạnh phúc 19-20 tháng 3. Thật là vinh dự, tự hào mà tôi cảm thấy là cô cũng rất là chăm chú với công việc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng lao động là vinh quang, làm giàu cho gia đình xã hội, nhưng mà những bàn tay, những nước mà cô đang tưới cho những cây hoa là màu hoa đỏ Việt Nam. Vâng, là thôi là chúc cô mạnh khỏe nhá. Vâng, làm cho môi trường Hà Nội xanh sạch đẹp. Đấy, lúc này là trong ngày hội duyên dáng của phụ nữ Việt Nam cũng như mọi miền quê. Chào hai hoa hậu duyên dáng của gái hoa hậu Việt Nam, thì tại sao bây giờ các bạn vẫn đeo khẩu trang? Phòng chống Covid. Đấy. Phòng chống bụi. Đúng, phòng chống bụi, phòng chống Covid, phòng chống mọi cái. Hôm nay là các cháu đang ngồi ở công viên thưởng thức những duyên dáng nắng chiều, các cháu cũng là tuyệt vời, sáng láng lắm. Không giỏi. Nắng chiều trên 70 tuổi. Và cái điều đặc biệt mà MC nhận thấy là chắc chắn là một cái giải nữa, một cái giải ở chung mà trong tà áo dài quần dưỡng sinh đi giày 70 tuổi, chúng ta tiếp tục trình diễn áo dài của mình ạ. Hoa màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của một người con gái Việt Nam. Công ty công viên cây xanh Hà Nội. Hãy
Cao đang cùng thưởng thức màn trình diễn thêm nét đẹp người phụ nữ Việt Nam, tô điểm thêm nét đẹp của tà áo dài Việt Nam. Và đến bây giờ đó là thương hiệu của khắp cả nước cũng như toàn cầu, thể hiện cái sự duyên dáng tinh khiết của người quân. Trung hợp và đảm đang một nét đẹp vô cùng tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Môi trường thành phố Hà Nội xanh sạch đẹp, vinh dự tự hào. Hôm nay ngày 19 tháng 3, một sự kiện diễn ra tại công viên Cầu Giấy, thật là vinh dự tự hào, duyên dáng lắng chiều của phụ nữ Việt Nam, đảm việc nước chuẩn việc nhà, cây đâm chồi lẩy lộc ba hoa kết trái. Năm nay nhiều sự kiện của quê hương đất nước. Bản lĩnh tự tin đó là thì sự tin rằng đúng là khỏe của phụ nữ Việt Nam, của tất cả các cô chính là với tà áo dài tung bay. Phụ nữ Việt Nam duyên dáng, cái gì cũng làm được. Trong cái vai các cụ quý phân. Vâng ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẽ đẹp rất trình diễn kết khúc của mình. Xin mời các nàng thơ của chúng ta. Và như vậy, bởi vì có cái câu nói là 60 không phải là già, 60 tuổi là mới qua dậy thì. Đây những ai qua dậy thì rồi ạ? Qua hết được không ạ? Rồi, sáu thiếu nhi đúng không ạ? 65 thiếu nhi này. 70 là tuổi mới đi vào đời, có phải 70 tuổi mới bắt đầu yêu đấy ạ? Đúng không ạ? Tuổi yêu hoa. Được chưa? Và chắc chắn rằng là con so với chương trình hồi đấy. Và có một cái chương trình vô cùng đặc biệt để chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của các nắng chiều 80 tuổi rất sân khấu. Để cho khán giả vui mừng vỗ. Nào, bắt nhạc cho Thanh Liệt một bài góp vui với chương trình nào. Wow. Vâng, xin mời tất cả chúng ta cùng vỗ tay đi ạ. Vỗ tay thật to đi ạ. Thank you.
Họ sẽ được mời tất cả các nàng thơ, các nắng chiều chúng ta cùng đứng dậy để chúng ta cùng hòa thao bài hát 60 năm quốc ca. Ngày 60 năm cuộc đời, Lê Quang vẫn nói các lão niên rất nắng chiều tiền 80 tuổi của chúng ta. Xin mời. Nhưng mà đặc biệt hôm nay với các nàng thơ các nắng chiều trên 70 tuổi của chúng ta trình diễn thời trang trong bộ áo dài chúc thọ màu đỏ. Trên thì khen vấn, dưới tổ chức rất là gần. Vâng. Vâng ạ, các lão niên trên 80 của chúng ta với bộ trang phục đầu tiên của hai người mẫu có thể nói là cao bằng nhau với số đó 3 vòng là 80. Hay nắng chiều trên 80 tuổi của chúng ta ngày hôm nay thướt tha với bộ này thì sẽ... Nếu có trao giày thì chúng ta hôm nay sẽ trao giày đồng bộ cho... Vâng ạ, cái vỗ vai nhau, vỗ lưng cho nhau, cái nắm tay siết chặt tình gắn kết của tình đồng đội trên 80. Chúng ta hãy cùng nhìn về nhau, chúng ta cùng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau. Ở cái tuổi 80 chắc chắn rằng là nếu mà đi thẳng thế này chắc chắn rằng là 80 chưa phải là già. Mà 80 đương nhiên mới là mới qua dậy thì thôi. Chắc chắn rằng ở trong số khán giả ngồi ở đây thì sẽ có những lá thư bí mật.
tuổi mà cần liên lạc qua Zalo, qua Facebook thì cứ gặp MC nhé. Số điện thoại là 0978 16 16 01. Vâng ạ, ở cái tuổi lão niên, tức là các nàng thơ, các nắng chiều chúng ta mà ra chân đi thẳng, lưng thông còng, vẫn cái khuôn viên của view Hồ Cầu. Quý vị, màn trình diễn vô cùng còn thẳng và của tà áo dài bằng sự duyên dáng, bằng sự tư và cái thứ mà Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động, mong rằng không chỉ sự kiện ngày hôm nay mà các bác vẫn còn sự tự tin áo dài trong bất kỳ một cái dịp nào đó để chúng ta góp phần giữ gìn cái nét đẹp. Và trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Chính sẽ cùng lên sân khấu trao những món quà cho các nắng chiều, các nàng thơ trên 80 của chúng ta. Xin mời. Kính chúc các ông các bà luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống thật hạnh phúc ạ. Và cái chương trình hôm nay ạ, thế được bay lên trời thì chị thấy có vui không? Vinh dự tự hào phụ nữ Việt Nam láng làm ai làm, chị nào cũng xinh, chị nào cũng đẹp, chị nào cũng sáng láng. Đây cháu tôi cũng sáng láng này đấy, bà với cháu đây. Đây trong ánh mắt của tuổi thơ.
mùa của những mùa đâm hoa kết trái. Và kính thưa các quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây trong không gian của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta cùng vang lên những điệu múa, điệu nhảy hát chỉ hôm nay với cái vẻ đẹp của mùa xuân đã qua đi, và chúng ta cùng chào đón một Hà Nội ngàn năm văn hiến. Và chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chứng kiến và thưởng thức tiết mục múa quạt đôi trên nền nhạc. Bên cạnh đó, cây xăng lọc những bụi bẩn không khí mang đến con người bầu không khí trong mát, và cây xanh mãi là cây xanh ngày hôm nay tượng trưng cho biểu hiện và tượng trưng cho trí tuệ cho con người Việt Nam, tượng trưng cho nét đẹp của người phụ nữ và tượng trưng cho lứa tuổi vui sống, vui khỏe, vui quý hôm nay. Và xin mời tất cả các vị ở dưới chúng ta cùng vỗ tay theo bài hát. Sóng sáng nhớ lại một thời buồn vui, muôn là cây xanh bóng cả chở che suốt đời cho cháu con. Ai nắng lòng đất thiên quê hùng tốn đời cho cháu con. Cho cháu con.
ơi giống hùng thiêng. Tiết mục rất là nói là tuyệt vời của tất cả các cô mang đến cái không khí rất tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. MC có đứng ở bên cạnh rất nhiều các cô chú có nói rằng là may là hôm nay không mưa. Trời đẹp. Trời hôm nay rất là đẹp. Không hiểu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà câu nói rằng nhá, có tất cả các cô dưới cụ biết được đấy. Một tràng vỗ tay. Tuyệt vời đúng không ạ? Và con muốn thế này để tạo dựng không khí vui hơn nữa, khỏe hơn nữa, cười tươi hơn nữa. Thì sau đây... 3, 2, 1... Thôi, chưa được rồi, chưa được rồi, chưa được rồi. 3, tên hạnh phúc, gọi tên hạnh phúc. Ờ,
và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và xin mời tất cả đội chúng ta về vị trí ạ. Vâng. Chúng ta cùng làm động tác và cùng hát theo nhé. Nhảy được thì chúng ta được đứng dậy tại chỗ cho nhảy thế nào. Vâng. Vâng, chúng ta vỗ tay là to này. Rất nhiều cô chúng ta thuộc bài này mà chúng ta đứng tại chỗ lên cùng nhảy đi ạ. Vâng, chúng ta cùng vỗ tay thật to và cùng nhảy đi ạ. Đứng tại chỗ chúng ta cùng thể nhảy đi ạ. Vâng. Đoàn kết tuyệt vời, bởi vì các chị có số lượng rất đông. Vâng, 18-20 người trong sân khấu ngày hôm nay, và các chị mang tiếng hát của chị, điệu múa của các chị ở khắp mọi miền lan tỏa sang tận lăm tơi miền đất Lào đấy ạ. Đúng không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn tặng các chị ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Múa vừa rồi rất ý nghĩa. Chính bản báo cáo chị là tôi ngày xưa là tôi là quân tình nguyện Việt Lào. Đợt tới là chúng tôi lại về với Mộc Châu là mặt trận 379. Thì lúc này chị nghĩ gì nói gì, chị hát cái bài bài múa vừa ạ. Bài hát này qua cái bài múa của Vũ Điệu Đoàn Kết, tôi muốn cảm thấy rất là vui và phấn khởi và rất là tự hào để đối với cái tình đoàn kết của năm châu bốn biển của tất cả toàn nhân loại của chúng ta. Vâng, vừa rồi những bài hát của các chị đã thể hiện những điệu múa cái tình hữu nghị Việt Lào hóa nước chúng ta, nhưng mà thực ra là tôi cũng là cựu chiến binh của làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước Lào. Hôm nay là bài hát của các chị trở lại trong chúng tôi cũng như là trái tim của triệu con người tình hữu nghị Việt Lào, và những bài hát của các chị rất hay. Một ngày gần đây tiếng hát của các chị đã thể hiện chiến binh Long Quân di sản kỳ quan thế giới. Và xin mời chị. Và người bom bo rằng ngó
với điệu múa hoa sen đêm đò đưa nhớ bác. Vỗ tay đều đồng phục cả và điệu múa cũng đồng phục. Xin tặng các chị một tràng vỗ tay nữa ạ. Và tiếp theo miền Trung mưa nắng cháy.
ơn câu lạc bộ Đông 32 các chị đem đến với chương trình Duyên dáng nắng chiều bằng áo tím, quần đen, áo bà ba như gợi nhớ một thời những người phụ nữ miền Trung tảo tần, đảm đang, trung thủy và cống hiến cho đất nước thật nhiều. Vâng, cảm ơn các chị. Và dành một tràng vỗ tay nữa cho các chị áo tím ạ. Vỗ tay. Thật là vinh dự tự hào của màu hoa đỏ Việt Nam. Câu lạc bộ núi tam tây đầy ngài tiêm tha đi vòng về lâm mai về nơi thượng hà mầm vẫn mau ra hiền tử ở khu vực bên kia bên là trái thân phố ạ. Xin các chị một tràng vỗ tay ạ. Các chàng vẫy tay ạ. Hay các chị ạ. Miền núi và các dân tộc khác nhau. Xin cảm ơn các chị và các anh với tiết mục dân vũ nối vòng tay lớn.
Quý vị, Dương Giáng đúng là người phụ nữ Việt Nam. Và chúng tôi muốn đứng tại đây để được cùng các chị cùng với tất cả quý vị để tặng cho các chị một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng vâng. Chưa to, chúng tôi thấy chưa to. Vì chúng ta là phụ nữ Việt Nam, chúng ta tặng cho nhau ạ. Vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, cảm ơn. Canh bộ đội Việt Nam và Lào đây ạ. Khó nuôi chiến sĩ, người diệt thù vì dân nỡ chưa về. Ô đêm, rồi mai đây khi đất nước vắng bóng. Anh lại về bên em, người đẹp ơi, anh về. Đợi chờ anh em.
người đẹp ơi anh mẹ. Vâng, thưa quý vị, bài này đã làm cho tất cả mọi người đều nhún nhảy theo điệu nhạc cô gái sầm nưa xinh đẹp. Và nhà tổ chức Đỗ Nam Khánh rất muốn quý vị đứng lại ạ. Quý vị hãy cùng đổi nhạc bài này một lần nữa để chúng ta cùng tất cả ai có thể mà múa được điệu múa lăm vông này. Và tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta đều làm được. Chúng ta đứng ở tại chỗ, đứng lên và chúng ta sẽ cùng múa bài này ạ. Hai vòng để chúng ta cùng múa. Anh nói đi. Chúng tôi đổi Ngọc Hồi múa bài lăm tơ. Chúng ta làm hai ạ. Cùng vàng dưới vòng múa bài hai vòng cầm lưa. Hai vòng cả mỗi chúng ta cảm ơn tất cả các quý vị cùng toàn thể ban giám khảo ở đây ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, vừa rồi là tiếng nói của bác ca cựu chiến binh Đoàn Ngọc Hồi. Thật là vinh dự, tự hào, phụ nữ Việt Nam giỏi vì nước, đảm việc nhà. Hôm nay sự quan tâm của các bộ ban ngành, đặc biệt là Trung ương Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, hướng ban ngành dành cho các chị, các hoa hậu của phụ nữ Việt Nam rất sáng láng và rất đảm việc nước, chọn việc nhà, với tình cảm của người dân Hà Nội cũng như người dân của 36 tỉnh thành cả nước đang vướng về Việt Nam. Chúng ta vinh dự, tự hào, chúng ta là người phụ nữ Việt Nam có cháu và trưng và chiều. Cô gái, này cô gái nào, mình anh hát, mình anh lắm tôi, múa một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em với em say cùng yêu, hát lên trời, khen anh ngân vang, trong kìa ấy đôi tay mềm, chân muốn không là vòng nhịp nhàng, ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em cười tươi, trong tiếng cười em vui bạn bè, vui nụ cười sao xuyên gián lá ai buồn à. Chúng ta giữ vòng tròn ạ, chúng ta giữ vòng tròn ạ. Tôi em sầm nữa nhớ thương em mà đợi chờ. Đây là có rất nhiều các cô đang bỏ đang ngồi ngoài ạ. Các cô hãy cùng đứng dậy đi ạ. Và ta cùng hòa mình vào điệu múa đây các tươi ạ. Cô gái ơi, để cô gái nào mà mình đã quay ngón tay nó một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em lấy anh ra đây cùng người yêu, hát lòng cười khen anh nhớ vang, chân kia ấy đôi tay mềm, thân muốn phong là mong nhịp nhàng, ở nhé nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã cười thấy em cười tươi, anh cười vui bạn bè, ôi nụ cười sao duyên dáng là buồn là tới cô em buồn là tới cô em sầm nữa nhớ thương anh mà đợi chờ, tới cô em sầm nữa nhớ thương anh mà đợi chờ, cứ thương anh mà đợi chờ. Sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em với em ra đây cùng kiều, hát lần cười khen anh ngân vang, trong kìa ấy đôi tay mềm, thân muốn phong là hai nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Em đã nhìn thấy anh cười tươi, em đã cười vui cười lẽ, ôi nụ cười sao duyên dáng, lá đã buồn à, lấy tôi ai mà buồn à. Với cô em sầm nữa nhớ thương anh mà đợi chờ, với cô em sầm nữa nhớ thương anh mà đợi chờ, nhớ thương anh mà đợi chờ, nhớ thương anh mà đợi chờ, đợi chờ anh em nhé, đợi chờ anh em nhé. Người đẹp ơi, đẹp ơi, anh về. Cảm ơn tấm lòng nhiệt tình và những vũ khúc tuyệt vời của tất cả 27 câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị đã hòa chung với tiếng hát, hòa chung với điệu múa nhịp nhàng. Và chúng tôi không nghĩ rằng là chị cái bài hát này chị nghĩ gì nói gì đã làm công tác tình nguyện tại Lào. Hôm nay các anh trở về đây và múa cùng chúng tôi để tạo nên sân khấu duyên dáng nắng chiều thật sôi động, thật ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn tất cả các chị em trong
Và tiếp sau đây chúng ta đến với tiết mục thứ 14. Tôi nghĩ là một ngày gần đây tiết lát đó có chị lại đến với bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp. Vâng, thưa quý vị, tạm bữa nay thật lớn ạ. Vâng, cảm ơn quý vị thật nhiều. Chúng ta bằng tình yêu đang làm chung cháu hạnh phúc.
điều bác đang cùng chúng cháu hành quân. Vâng, thưa quý vị, có bác dẫn đường soi lối, đi đến đâu chúng ta cũng thành công cả. Vâng, và cảm ơn câu lạc bộ. Chúng tôi xin được duyên dáng nắng chiều. Chúng tôi xin cảm ơn điệu múa của các chị và các anh bộ đội cụ Hồ. Vâng. Yeah.
cảm ơn câu lạc bộ sân khấu là bộ Cáo Đình sẽ chuẩn bị. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức màn hát múa Đảng đã cho ta một mùa xuân. Anh ước mong một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân. Cuộc đời tầm tôi chốn nào tu bao hờn căm. Mà cũng chưa có một ca sĩ nào hát riêng một bài như là ca sĩ Nguyễn Văn Tiến. Nên chúng tôi muốn dành tặng cho anh. Bởi vì tất cả chúng tôi hôm nay là duyên. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn đội rất nhiều ạ. Vâng. Tình người mộc mạc điện thoại nữa.
nói mà này. Suốt chiều trong câu dân ca rồi từ ấy. Quay người này em lưu nhiều cho nên là không ấy được. Đoàn nghệ thuật hát rất hay, đúng quân nhạc cháu rồng. Hay và đẹp. Vâng ạ, các chị câu lạc bộ Cáo Đỉnh có thấy tiếng vỗ tay của mọi người không ạ? Và các chị những diễn viên chuyên nghiệp, và chúng tôi tặng cho các chị niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày quốc tế ngày hôm nay. Tất cả chúng ta tặng cho các chị một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng.